Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng anh chị các bạn đến với video bài học tiếp theo trong series khóa học Facebook Marketing, quảng cáo, bán hàng và kiếm tiền trên Facebook dành riêng cho những người sử dụng phiên bản điện thoại di động. Và tôi xin phép được ngồi để nói chuyện với anh chị các bạn, bởi vì cho nó cái hình nó dễ, được chưa ạ? Thứ hai là xin phép được sử dụng điện thoại di động iPhone, bởi vì tôi không có Samsung hay là cái sản phẩm khác, được chưa ạ? Thì các bạn hết sức chịu khó cho tôi. Trong video bài học này, tôi tiếp tục hướng dẫn một cách khác để chúng ta có thể chạy quảng cáo trên điện thoại di động. Tôi nhắc lại là một cách khác. Vừa rồi, bài học trước thì tôi đã sử dụng ứng dụng có tên là Facebook Page Manager có màu vàng đây, đúng không ạ? Và trong bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái app có tên là Facebook Ads, vàng có biểu tượng màu xanh xanh, có biểu tượng màu xanh xanh, Facebook Ads. Khi chúng ta vào đây thì chúng ta đã có tài khoản quảng cáo rồi, chúng ta đã có fanpage rồi. Bây giờ chúng ta có thể chọn đến cái fanpage mà chúng ta muốn chạy đó. Tôi lấy ví dụ như là tôi chạy quảng cáo cho một cái shop house ở Long Biên, tôi sẽ vào cái page này. Trên page này đã có bài rồi, đúng không ạ? Bây giờ tôi tạo quảng cáo bằng cách là tôi bấm vào cái biểu tượng dấu cộng là create ad, tiếng Anh là create là tạo, đúng không? Ad là advertising viết tắt đấy. Tiếng Việt thì là tạo quảng cáo. Ok. Các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện là create campaign. Create là tạo, còn campaign là chiến dịch, đúng không? Chiến dịch ở đây là chiến dịch quảng cáo. Tên cái fanpage đây. Đấy, thì cái fanpage là mình đặt tên rồi, mình đặt làm logo các thứ, ok rồi. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ nhìn thấy có ba cái giao diện là create new, tức là mình tạo mới, duplicate tức là mình sao chép, và draft là mình lưu làm nháp thôi. Thì trong trường hợp này mình làm mới một phát ăn luôn đó. Đầu tiên thì nó sẽ hỏi là what's your object for cái gì đó, tức là cái mục tiêu mình chạy quảng cáo cho cái fanpage này là gì. Thì ở đây nó cho chúng ta 2, 4, 6, 7 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất nó gọi là push Boss, tức là mình gọi là quảng cáo bài viết đấy, đúng không ạ? Mình bỏ tiền vào để tăng cái lượt tiếp cận cho bài viết, gọi là boost a boss. Thứ hai là get video views, tức là gì? Làm cho cái video của chúng ta có thêm nhiều lượt xem. Rồi, ok. Thứ ba là drive traffic to your website, tức là gì? Đưa những cái người dùng bấm click vào cái địa chỉ website của chúng ta. Để làm sao website của chúng ta có nhiều lượt truy cập. Mình mà muốn chạy cái này thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải có website, có landing page. Ok, các bạn hiểu ý tôi rồi chứ ạ? Vâng. Thứ tư là increase your reach, tức là gì? Tăng lượt tiếp cận. Nếu mà mục tiêu của chúng ta là tiếp cận, tức là chúng ta chạy thật rộng, mọi người nhìn thấy chúng ta, mọi người có thể không click, không tương tác. Mục tiêu của chúng ta là tiếp cận, tiếp thị. Ví dụ như là thương hiệu mới, sản phẩm mới thì chúng ta có thể phải chạy quảng cáo để tăng tiếp thị. Thì lúc này chúng ta có thể chọn increase your reach, hay là bản tiếng Việt của các bạn là gì? Là tăng lượt tiếp cận. Ok. Rồi, tiếp tục cái mục tiêu số 5 là get message, thì tôi vừa nói trong bài học trước, đúng không? Là thêm cái tin nhắn, nhận thêm được các tin nhắn. Ví dụ như trên fanpage nó sẽ có một cái nút bấm gọi là gửi tin nhắn, đúng không? Thì bấm vào thì nó sẽ có những cái tin nhắn tự động. Mình có thể sử dụng tin nhắn tự động trong fanpage hoặc là sử dụng ứng dụng chatbot. Rồi, tiếp theo là promote your page. Promote tức là gì? Cũng là đồng nghĩa với quảng cáo, nó bằng boost thôi. Chẳng qua là đây nó dùng các cái từ tiếng Anh khác nhau. Cái này tức là chúng ta chạy quảng cáo để tăng like cho fanpage. Mục tiêu duy nhất của cái promote your page này là để tiếp thị đến cái page này, cái thương hiệu của cái page này. Và nó sẽ chạy cái quảng cáo là cái lấy cái ảnh bìa là cover của fanpage, và sau đó thì nó sẽ làm tăng like cho fanpage. Thì lời khuyên của tôi là nói chung là không nên chạy quảng cáo promote your page, bởi vì hiện nay với cái số lượng 20.000 hay 50.000 hay 100.000 like cho fanpage thì thực sự nó không có quá nhiều ý nghĩa như ngày xưa. Bởi vì ý tôi muốn nói là Facebook gần như cho bạn mượn like, bạn phải bỏ tiền ra để mượn cái like đấy. Đáng nghĩa là người ta like rồi thì người ta phải ở đấy, nó là của mình. Nhưng mà không, Facebook không làm như vậy. Facebook làm gì? Bạn like, nhiều like kệ, đúng không ạ? Tôi vẫn bóp tương tác. Về nguyên tắc là khi mà tôi like
fanpage thì tôi phải tương tác với fanpage được, bây giờ tôi không tương tác, tôi không nhìn thấy, thế thì like để làm gì và mình mua like để làm gì đó. Và cuối cùng là promote an event. Event tức là cái gì? Là một cái sự kiện. Thì chúng ta có thể tạo ra một cái bài post dạng sự kiện. Bài post dạng sự kiện là thế nào? Tức là trên cái đấy, ví dụ như là ngày mai tôi có một cái khóa học, ngày mai tôi có một cái hội thảo, ngày mai tôi có một cái hội chợ, thì cái đấy gọi là một cái sự kiện. Và bây giờ tôi muốn promote cái sự kiện đấy để cho nhiều người biết đến và họ going, tức là họ sẽ tới. Hiểu chưa ạ? Đấy, hay là tôi có một cái chương trình đào tạo fail, hay là tôi có một cái chương trình hội thảo, hay tôi có một cái chương trình sân chơi cái gì đó, tôi muốn có nhiều người tới, hay là tôi có một chương trình đại nhạc hội. Ok, tất cả những cái gọi là event. Thế thì đầu tiên các bạn phải trả lời cho câu hỏi là bạn muốn chạy mục tiêu tiếp thị gì, đúng không? Đấy, thì trong ở đây thì các bạn cần quan tâm đến một là boost a bot, tức là tạo chạy quảng cáo tương tác bài viết. Thứ hai là get video views, tức là tăng cái lượt xem video, bắt buộc bạn phải có video. Bạn có thể quay một cái TVC. Nói thêm là nếu các bạn cần quay TVC, các bạn có thể liên hệ với công ty của thầy Phan Anh. Công ty tôi có đầy đủ tất cả các trang thiết bị, máy quay, rồi thì máy chiếu, rồi thì đèn đóm, rồi thì các trang thiết bị rất là đầy đủ để chụp ảnh quay phim rất chuyên nghiệp. Rồi, tiếp tục là tăng truy cập vào website, đây cũng là hình thức chạy quảng cáo tốt. Đấy, get message tức là lấy thêm tin nhắn cũng tốt. Như vậy được 4 cái trên tổng số 7 cái. Những cái kia có vẻ như là không thực sự xuất sắc lắm. Vâng. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng thứ một, được chưa? Nó giống nhau thôi. Đầu tiên các bạn vào Boostpot. Đấy. Rồi. Thế bây giờ các bạn chọn đến cái bài viết nào, đúng không? Các bạn đến chọn đến bài viết nào. Ví dụ đây mình có trên cái fanpage này có một cái bài viết mình chọn. Đấy, sau đó mình sẽ bấm vào nút là gì? Chrispot, tức là mình có thể tạo ra bài viết mới nếu như mà mình chưa có bài viết, còn mình có rồi thì mình tích chọn như thế này. Và mình sẽ chọn cái nút mũi tên ở phía bên trên, bên phải, trên phải. Được chưa? Nút bên trên. Các bạn nhìn thấy đấy, thứ tự của nó 1 2 3 là xong. Select post, chọn đây rồi. Bài này tôi đã đăng trên fanpage rồi, ok. Bây giờ tôi tiếp tục. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn audience who have, tức là những người mà có những cái đặc tính như thế nào. Like your page là thích trang của mình. Like your page và share friends, cái này biết rồi, đúng không ạ? Hoặc là chọn thêm các cái đây là những cái gọi là gì ạ? Đối tượng đã lưu. Đối tượng đã lưu này thì bắt buộc các bạn phải lưu trên máy tính thì các bạn mới tạo chọn ra được. Thì cái này tôi sẽ nói thêm một chút cho bạn trong phần máy tính. Hoặc là các bạn có thể chọn nút edit audience. Cái phần này là quan trọng nhất, đấy là phần chúng ta nhắm chọn. Thì toàn bộ những cái phần mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn trong video trước nó cũng giống như này, cũng chọn địa điểm, rồi Hà Nội, rồi thì các tỉnh thành khác, đúng không? Đấy, rồi cũng chọn sở thích, cũng nhắm chọn các cái sở thích về interest đây, rồi thì liên quan đến demographics là nhân khẩu học đây, cũng liên quan tới behaviors là hành vi đây. Và cuối cùng cũng là rất nhiều cái thứ khác nữa. Thì cái phần này tôi đã hướng dẫn rất là kỹ rồi, tôi sẽ không nói lại, đúng không? Đấy, các bạn chọn theo mục tiêu của mình. Rồi, cũng chọn tuổi tác, chọn giới tính, ok. Hay là chọn tất cả, đây là bất động sản thì tôi sẽ chạy cao lên một chút. Rồi, đấy, các bạn có thể chọn Advanced Option xem có cái gì thêm. Chọn Language là phần ngôn ngữ, cũng không quá quan trọng đâu. Ngôn ngữ thì bạn có thể chọn tiếng Việt trong trường hợp này. Rồi, đây nó nói rằng là gì? Do audience is too specific and has potential reach, tức là chỉ khoảng 1.000 người thôi. Đấy, thì mình giảm xuống để cho nó tăng lên, đúng không ạ? À. Tiếp tục. Rồi. Đấy, có thể chọn engage with your page hay engage with any post, vân vân. Thì đã tương tác với fanpage của mình hoặc là tương tác với một bài viết nào đó thì cũng rất là tốt. Thì cái phần này các bạn nhìn thấy đấy, đây là cái nhóm đối tượng mà đã thích trang vào những người bạn của họ hoặc là những người đối tượng đã thích trang. Đấy, thì cũng không phải nhiều lắm, đúng không ạ? Bởi vì
chúng ta cái lượng like của chúng ta đang chưa nhiều, đã tương tác với trang hoặc là những người đã liên quan đến cái thích một cái bài quảng cáo nào đó trước đó rồi, mình có thể chạy remarketing ở đây luôn. Hoặc là phía dưới này mình có thể tạo new audience, tức là chúng ta chọn đối tượng mới hoàn toàn. Đấy, thì các bạn nhìn thấy bắt đầu nó lên tới khoảng 9 triệu rưỡi, mình bóp nó lại, bóp nó lại, bóp nó lại thì nó sẽ thấp, đúng không? Nó còn 2 triệu rưỡi. Đấy, tiếp tục mình chặt nữa thì nó còn có 1 triệu, kiểu kiểu như vậy. 1 triệu rưỡi, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Thì cái phần này tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Xong. Chúng ta nhắm chọn xong rồi, chúng ta bấm vào nút mũi tên tiếp tục. Chúng ta chọn ngân sách, đúng không? Ngân sách ở đây thì nó khác cái trước là nó có thể ngân sách hàng ngày và ngân sách trọn đời, daily và lifetime. Ngân sách hàng ngày tức là mỗi một ngày nó sẽ tiêu từng đấy tiền. Ví dụ bạn đặt 100.000 thì nó mỗi một ngày nó sẽ tiêu 100.000, và khi nào bạn hết tiền trong tài khoản quảng cáo hoặc là bạn vào bạn dừng bằng tay, còn không nó cứ chạy suốt. Thế còn bạn chọn lifetime tức là bạn chọn một tổng số tiền chia cho tổng số ngày, giống như là cái phần mà trong fanpage ấy, trong cái phần page manager ấy. Ví dụ bạn đặt 1 triệu cho 5 ngày thì mỗi ngày 200.000, bạn đặt 2 triệu cho 10 ngày thì mỗi ngày 200.000, kiểu như vậy. Còn daily mà bạn mỗi ngày bạn chọn 100.000, cứ thế nó chạy, nó sự khác nhau là như thế thôi. Rồi, mình tăng tiền giảm tiền, mình có thể chạy ngay bây giờ bằng cách là start now, hoặc là mình có thể start later là mình chạy sau đấy. Thí dụ như bây giờ đang là 10 giờ tối của ngày 11 tháng 9 thì tôi muốn đặt quảng cáo vào lúc 10 giờ sáng của ngày mai thì tôi sẽ để start later, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng có thể tối ưu hóa phân phối, delivery optimization. Thì cái này nó sẽ cho phép chúng ta là gì ạ? Chọn sâu hơn nữa, đúng không? Chúng ta để chọn impression hay là chọn post engagement hay là chọn daily unique reach. Đầu tiên thì impression là cái gì? Đây chính là cái phần liên quan đến phần tiếp cận. Còn post engagement tức là phần tương tác, hầu như mọi người sẽ chọn cái phần này. Và tôi cũng khuyên các bạn chọn phần này nếu mà các bạn mục tiêu là tương tác. Còn mục tiêu của các bạn là tiếp thị mà hiển thị nhiều thì các bạn nên chọn daily unique reach, hay còn gọi là số người tiếp cận mỗi người một lần một ngày. Thì cái phần này thì nó sẽ cho mình tiếp cận được nhiều hơn, giá của một CPM sẽ rẻ hơn. Đó. Phần bid amount tức là cái phần mà đấu thầu, đấu giá. Thì ở đây bạn có thể để chế độ automatic, tức là chế độ tự động, hoặc là đặt chế độ bằng tay. Đấy, thì mình có thể đặt cái mức mà bao nhiêu tiền cho 1.000 impression. 1.000 impression chính là 1.000 view đấy. Mình có thể hiểu nôm na như vậy. Thì mình có thể để thấp hoặc để cao. Đấy, hoặc là mình cũng có thể để cái phần là liên quan đến là automatic thì nó sẽ tự tính tiền. When you get charged tức là bạn phải trả phí khi nào, impression tức là hiển thị. Thì ở đây ba cái phần này nó gọi là tối ưu về mặt phân phối. Đầu tiên tôi nói lại, impression tức là phân phối để mà hiển thị, nó không quan tâm đến tương tác, nó hiển thị càng nhiều càng tốt và nó có thể hiển thị lặp. Còn cái phần post engagement tức là gì ạ? Tương tác với bài viết thì mục tiêu của nó là để tương tác. Và tương tác thì nó có thể có like, có comment, có share, có tag, có inbox, có tin, rồi có cả thậm chí là cay cú, đúng không? Cho nên là trong số rất nhiều các cái tương tác mà tôi gọi nó là tương tác rác thì mình mới nhặt được những cái tương tác xịn như là inbox, comment và số điện thoại, truy cập web, vân vân. Còn daily unique reach tức là mỗi một người chỉ được nhìn thấy quảng cáo một ngày một lần, thì đấy là cái việc mà nó sẽ giúp quảng cáo của chúng ta sẽ lan tỏa nhanh hơn nếu mà các bạn đang cần xây dựng thương hiệu ban đầu mà chưa cần đến việc là phải bán hàng. Rồi, còn chúng ta bán hàng thì có lẽ chúng ta nên chọn post engagement, tương tác bài viết xong. Và cuối cùng chúng ta next sang đây, đúng không ạ? Đó, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng objective đây là ưu tiên cho like này. Đấy, ưu tiên cho like, cho comment và cho chia sẻ. Hoặc là gì ạ? Ưu tiên like cho reach. Thì ở đây thì mình sẽ ưu tiên like cho Boostbot này rồi, chứ không ưu tiên like cho reach. Nếu mình muốn ưu tiên like cho reach thì mình chọn nút dưới này cũng rất là hay. Rồi, đấy, quảng cáo ở phía dưới sẽ trông như thế nào? Thì cái này nó gọi là ad preview, xem trước mình trông như nào thì người ta cũng sẽ trông như vậy. Đó, đây nó thống kê cho mình đối tượng, rồi ngân sách, rồi lịch trình, fanpage, rồi Instagram, tên tuổi, tài khoản, vân vân. Thì trong này nó còn có ẩn chứa một cái phần là phần placement. Phần placement tức là cái phần liên quan đến là vị trí hiển thị
Đấy, vị trí hiển thị của Facebook thì mình có thể chọn automatic là tự động hoặc là manual là chúng ta chọn. Thì lời khuyên của tôi là các bạn có thể chọn automatic cũng được hoặc là chọn manual tức là chọn bằng tay thủ công cũng được. Thì tôi nên khuyên các bạn là nên tùy chỉnh thủ công, manual sẽ tốt hơn. Ví dụ các bạn nhìn thấy có bốn cái platform đúng không? Facebook, Instagram, Audience Network và Messenger, và sắp tới sẽ là WhatsApp, nó cũng cho phép chạy. Nhưng mà WhatsApp thì phải chạy truy cập web, còn chạy tương tác bài thì nó không cho chạy. Trong Facebook thì bạn nhìn thấy đúng không ạ? Có feed, có instant article, có in-stream video, marketplace, story. Thì tôi khuyên các bạn nên chọn feed. Còn tất cả những thứ khác các bạn có thể cân nhắc bỏ đi. Đó. Ví dụ như bạn xem một cái video trên Facebook Watch, bạn xem một cái video nhảm nhí giải trí gì đấy, nó có thể chèn cái quảng cáo vào. Đó, thì cái đấy nó gọi là in-stream video, đúng không? Hoặc là các bạn truy cập vào một cái đường link trên Facebook mà họ chia sẻ và các bạn nhìn thấy quảng cáo, thì cái đấy là instant article. Nó cũng có truy cập đấy, nhưng mà tôi thấy là nó không được chuyển đổi tốt. Hoặc là marketplace là một cái ứng dụng mà ở đấy mọi người có thể vào mua bán. Thì marketplace thì hiện nay không có tại thị trường Việt Nam. À, đó có một số nước ở trên thế giới thôi. Rồi tiếp tục thì lời khuyên của tôi là nên để new feed. New feed là cái phần mà khi mà chúng ta lướt ở đây chúng ta nhìn thấy quảng cáo đấy, ví dụ đây này, trang growing gì gì đấy, chúng ta lướt tiếp chúng ta sẽ nhìn thấy quảng cáo đấy, digital nó có sự được tài trợ đấy, thì cái đấy là cái feed mà tôi nói là nó tốt nhất, đúng không? Ok, thì nếu mà chúng ta không muốn những cái này thì chúng ta tắt nó đi đấy, thế thôi. Còn chúng ta muốn thì chúng ta chọn để lại. Ok, done. Rồi Instagram thì có feed và story, các bạn có thể tắt. Các bạn không muốn chạy Instagram thì các bạn có thể tắt đi. Rồi Audience Network đấy, thì có dạng in-stream video, reward video, rồi native banner, có thể tắt đi. Messenger ok, có thể xài được, gồm có inbox và story của Messenger, có thể ok. Đấy, thì mình có thể để như vậy, mình có thể quyền chọn được các vị trí. Sau khi chọn xong thì đến nút phút cuối cùng rồi, mình có vẻ cũng xong rồi đây. Đấy, mình bấm, mình chọn tài khoản quảng cáo xong. Đây, chọn tiếp tài khoản quảng cáo, đây phương thức như thế này. Rồi back lại các bạn nhìn thấy. Rồi, place order tức là đặt hàng là quảng cáo sẽ chạy. Được chưa ạ? Đấy, tương tự như thế thì khi mà các bạn quay lại với những cái hình thức khác, các bạn quay lại với hình thức khác như là get video thì các bạn phải đăng video trên fanpage. Các bạn muốn chạy traffic cho trang web thì cái này bắt buộc các bạn phải tạo hình ảnh lên đây. Đấy, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn đưa ra những cái đường link, viết tiêu đề vào đây. Đấy, cũng rất là hay. Đó, mình có thể viết text vào đây. Rồi, nó cho phép mình làm tất cả trên điện thoại di động này, có thể chọn thêm ảnh. Ok, đấy, website thì mình bắt đầu mình chọn. Đấy, thì website ví dụ như trường hợp này emarketing.vn bỏ, nghề marketing.com bỏ, thì bây giờ tôi sẽ thêm web của tôi vào. Web ví dụ như là PA Marketing .vn. Ví dụ như bạn bán bất động sản thì bạn có thể là PA Land hay là PA Real Estate gì đó, hay là bất động sản PA gì đó, thì các bạn có cái trang web đấy các bạn đánh vào. Được chưa ạ? Có thể có cái nút kêu gọi Shop Now hay là Learn More hay cái gì đó, đúng không? Thì trong trường hợp này mình có thể để Shop Now đi. Đấy, ví dụ như thế. Rồi xong. Đấy, thì đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ chạy quảng cáo truy cập vào trang web. Rất là tiện, hình ảnh rồi bấm vào đây phát là nó sẽ chạy ra cái trang web của chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu đến phần nhắm chọn, tương tự như vậy chúng ta cũng có thể chọn tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, và đến cuối chúng ta sẽ đặt ngân sách, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta bấm place order. Tương tự như thế thì tôi sẽ có một cái video khác hướng dẫn cho các bạn những cái hình thức khác nhá. Các bạn cứ làm đi đã. Thứ nhất là các bạn phải biết cách làm thành thạo cái việc đặt quảng cáo. Sau đó các bạn mới hiểu quảng cáo là gì, làm thế nào để hiệu quả,
phải bán hàng theo cách như thế nào, phải làm hình ảnh như nào, thì nó sẽ có những cái phần bài học tiếp theo. Ok, rồi một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Tôi xin phép được tổng kết lại, đây là video bài học hướng dẫn cách chạy quảng cáo thao tác ở trên điện thoại di động, cụ thể là iPhone X, đúng không ạ, bằng ứng dụng hay còn gọi là application là Facebook Ads, có màu xanh. Đấy, và thao tác đầy đủ, tương đối là đầy đủ, giống như là trên máy tính, tương đối là đầy đủ. Và các bạn có thể làm theo tôi hướng dẫn để thành thạo cái đã. Ok, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hoặc là cần sự trợ giúp, các bạn hãy liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi qua địa chỉ email phananhonline@gmail.com, số điện thoại 0989 623 888. Tôi nhắc lại 0989 623 888, facebook.com/phananhonline. Đấy là những cái thông tin của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin chúc các anh chị thành công. Xin cảm ơn.